Chào các bạn, hôm nay bây giờ đã đến mấy giờ rồi nhỉ? 5 rưỡi rồi và mình vừa kết thúc ca làm việc. Và bây giờ sẽ là giải cầu chuyên nghiệp xuyên quốc gia. À, nhìn thấy chưa? Hôm nay Ninh sẽ đá cùng với cầu thủ này. Đấy. Cười to bây giờ không hở răng nữa. Sướng quá. Sướng quá. Đấy, được ra sâu rồi. Nguyên một ngày hôm nay mới được ra đường thôi này. Let's go. FC là cầu. FC là cầu, đóng cửa cho em ơi. Yeah, let's go. Đấy. Xe công an nhờ, đấy. Chúng cháu chấp hành đầy đủ nhá. Let's go. Hai chạy khởi động. Đấy. Đây đường lên đỉnh SLC nhưng mà cua ở đây thì đang ra sau nhà chúng tôi. Rất là vắng vẻ. Xong cái sân đá cầu cách ly so với thế giới. Đấy. Tận dụng từ quả bạt. Chào đón máy ảnh cũ và Tú Su về thăm xương. Trời. Anh em đang sao chết đây. Nhìn chưa? Sẵn sàng chiến nhá. Các bạn sẽ chuẩn bị đến với giải chung kết mùa xuân thế giới. Sai. Hai cầu thủ số 1 của chúng tôi đây. Đấy. Sẵn sàng nhá. Nhà có lưới để đái mới hay này. Tưởng chết. Cái gì? 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 Cái g
Chết luôn. Đâu rồi?
phường. 24/12. Hết ra một. Các bạn biết tính số từ đây. Ba bờ cho. Không biết đây. Rồi đi. Bao nhiêu quả? 5 cái. Tôi 5 cái còn lấy sức thì đáng tiếc. 10 cái. Em tập luyện thể thao khỏe không ạ? Được, tập nha. Rồi đến vừa học mát trước đi. Một thức lực thế mình. Một thức lực chưa cho. Nào. Go! Ủa, nè, thấy thế nhờ? Quá chặt chân, quá chặt chân, quá chặt chân nha! Đây! Ủa hà, đi kiểu đéo ra cho anh hả? Anh Trang ơi! Ngoài! Thôi cho anh ra ngoài thôi! Tôi ok anh. Thôi bèo ra. Bèo vậy. 4 à 3 4 đúng không? 3 2 đúng không? 3 1 đúng không? 3 1. Chồng chết rồi. Ơi. Nhẹ quá. Anh qua rồi. Hai đều.
đi ấy hả? Một cây game à? Đúng tay nhá. Em ơi!
kìa. Rửa mặt đi. Rửa thôi em ạ. Đi, đi.
tầm này anh vác chân áo đá rồi Huyến ạ. Cay nhở? Cay ạ. Không. À. Đây là pha chuyền cầu liêm sỉ nào. Kéo liêm sỉ giữa Cường và Múc. Hai rất căng thẳng. Ra ngoài. 4-1. 1-4. 1-4. Ok, em sẽ kéo liêm sỉ. Em sẽ hạ của nó bằng quả mồi rất là căng nhưng mà nó đá ra ngoài. Xuống đi em. Xuống đi. Quỳ xuống. Chừng nữa. Kéo xỉ nhục. Trận đấu rồi. Giải cầu chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai quay trở lại để